Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube channel của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng khám phá một chiếc đồng hồ Hublot Classic Fusion phiên bản đặc biệt, phiên bản giới hạn mang tên Brutiscritto. Đấy, tôi bắt chiếc tiếng Ý, các bạn đừng ném đá các bạn nhé. Năm 2016 thì thương hiệu Hublot chính thức đưa ra những phiên bản đồng hồ rất là thú vị, kết tinh sáng tạo đến từ nỗ lực hợp tác với nhà sản xuất giày da trừ danh Bruti. Việc hợp tác giữa một đội bóng hay là một đội xe không quá xa lạ với Hublot, nhưng những chiếc đồng hồ có mặt số từ vải denim, những bức vẽ sáng tạo dần dần gia nhập đại gia đình Hublot trong những bộ sưu tập được yêu thích như là Big Bang hay là Classic Fusion các bạn ạ. Thì trong cái lần hợp tác với thương hiệu Bruti này, loạt đồng hồ Hublot được sử dụng cái chất da mang tên là Venezia bóng bẩy. Hublot đã trình làng cái bộ sưu tập này tại sự kiện Baselworld năm 2016. Cả Hublot và Bruti đã không ngừng vượt qua những cái giới hạn mà chỉ sử dụng da cho phần dây đeo, mà chúng ta còn sẽ thấy được da được làm trên mặt số chiếc đồng hồ này, tạo nên một cái vẻ đẹp rất là đặc biệt, cổ điển và không kém phần bụi bặm. Các bạn có công nhận với tôi không ạ? Và một trong những phiên bản giới hạn cực kỳ đòi và ít nhất trong những chiếc đồng hồ Brutiscritto này, đó là 100 chiếc đồng hồ được làm từ chất liệu bạch kim hay còn gọi là platinum. So với titanium thì là 500 chiếc và phiên bản vàng King Gold là 250 chiếc. Thì cái số lượng những phiên bản bạch kim thì rất là ít và thường được bán dành cho những cái đại lý rất là lớn của Hublot trên toàn thế giới. Cái điểm khác biệt mà tôi đã đề cập ở đầu video đó chính là cái hộp đồng hồ được làm từ da, toàn bộ thủ công, rất là đẹp mắt. Riêng cái hộp này các bạn, nó phải nặng tầm 5-6kg. Cái hộp da này với những cái công cụ hay vật dụng cần thiết đặt ở bên trong, chúng ta sẽ thấy được này, từ chúng ta sẽ có được cái hộp travel box được đánh patina từ da Venezia của Bruti. Đó, đây là một cái hộp travel box theo phong cách đánh patina. Đây là phong cách chơi chữ các bạn ạ. Đó, tiếp đến chúng ta sẽ có dụng cụ đánh giày, hai cái bàn chải và hai hộp si. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây không ạ? Đó, hai hộp si. Mặt số đồng hồ được làm từ da rất là đặc biệt. Tuy nhiên là nó có rất nhiều cái thử thách ở đây. Đó chính là chúng ta sẽ phải đối mặt với cái vấn đề là da thì như các bạn đã biết rồi, là khi mà ở ánh sáng rất là gắt từ ánh sáng mặt trời có tia UV thì nó sẽ bị xuống màu, nó dễ bị hỏng, tức là nó sẽ bị kém chất lượng đi theo thời gian. Tuy nhiên là cái mặt số bằng da này đã được ép một cái lớp kính sapphire ở phía bên trên các bạn ạ. Thế nên là cái việc và cái lớp da ở dưới cũng đã được xử lý để nó có thể rất rất bền theo năm tháng. Một chút thông tin về loại da vùng Venezia này là đây là loại da rất là nổi tiếng, được thuộc kỹ lưỡng, đem đến cái bề mặt màu nâu cổ điển ở trong mặt số cho tới dây đeo đồng hồ, một cảm giác rất là quen thuộc đến từ miếng giấy cuốn xì gà cao cấp các bạn ạ. Mặt số đồng hồ bên trong cổ điển dường như là sự trái ngược với cái bộ vỏ khung từ platinum hay gọi là bạch kim của chiếc Classic Fusion Brutiscritto này. Những cái cọc số kim loại đã được loại bỏ hoàn toàn, thậm chí cả logo, tên thương hiệu, dòng chữ Automatic hay Swissmade đều được dập chìm xuống để đảm bảo tính nguyên thủy cho lớp da và tôn lên vẻ đẹp sáng bóng của ba cây kim đặt tại trung tâm mặt số đồng hồ. Với cái tông màu bạc, hai kim giờ và phút với dáng kim hình bút chì truyền thống này vẫn được giữ nguyên trên thiết kế này và đôi khi còn được làm bóng hơn để ăn khớp với bộ vỏ từ platinum. Dưới sự kết hợp với Bruti thì Hublot đã mang đến một thiết kế đồng hồ theo tôi đánh giá tôi là DNA của Classic Fusion. Nếu phần dây thì ăn theo mặt số là hương vị mà Bruti bespoke cho chiếc đồng hồ này thì bộ vỏ khung 95% là dáng vỏ Classic Fusion truyền thống. Đường kính 45mm của Classic Fusion Brutiscritto hiện lên với cái ngoại hình rất là bóng bẩy, kiểu dáng quen thuộc và trộn lẫn giữa nét đẹp thể thao thanh lịch và rất là cổ điển. Về phần dây của đồng hồ thì chúng ta vẫn sẽ có một bộ dây
với DNA của Hiplo, với phần dây phía bên trên là da Venezia đương nhiên rồi, và phía dưới là lớp lót cao su. Hai cái chất liệu này kết hợp với nhau thì tạo nên tinh thần của Hiplo mang tên Art of Fusion. Dây da màu nâu này thì được thêm vào một loại chữ viết hay là chơi chữ đấy các bạn ạ, điều giải thích cho cái tên Scritto xuất hiện trên tên của cái model đồng hồ Hiplo này. Chiếc đồng hồ thì sử dụng cái cục máy hấp 1100 base ETA bình thường, nên tôi không có cái đề cập quá nhiều các bạn ạ. Thời lượng cót 42 tiếng và được bespoke lại một chút, điều chỉnh lại với cái rotor mà, với dòng chữ Hiplo vân vân, không có quá nhiều điểm đặc biệt ở cỗ máy của chiếc Hiplo này. Có rất là nhiều ý kiến trái chiều về chiếc đồng hồ Hiplo kỷ niệm sự kết hợp giữa Brutti và Hiplo. Tuy nhiên với tôi thì đánh giá của tôi chiếc đồng hồ này nó khá là đặc biệt. Đeo một chiếc đồng hồ Platinum của Hiplo rất là nặng nữa các bạn ạ. Ngoài ra thì chiếc đồng hồ này được đánh bóng toàn bộ, nên là khi ra nắng nó rất là bắt mắt và rất là lấp lánh. Lên tay thì rất là khỏe khoắn nữa. Các bạn có đánh giá như thế nào về chiếc đồng hồ Hiplo Classic Fusion Brutti Scritto này, đặc biệt là về cái hộp giày của Brutti? Hãy comment phía dưới video các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.